thì Kỳ Lân sẽ tốn một công đoạn rất là mất thời gian và rất là chỉnh chu cũng như rất là chuyên nghiệp để mà tuyển chọn được những cái da đẹp, da loại tốt nhất. Thì Kỳ Lân sẽ lên ý tưởng design thiết kế những mẫu và Kỳ Lân sẽ hoàn thiện những mẫu theo yêu cầu của quý khách cũng như theo công năng cũng như theo hình dáng mà quý khách yêu cầu. Mỗi cái da, mỗi màu sắc, mỗi cái vân da nó cũng tạo ra những điểm khác biệt riêng, tức là tất cả da này là da cá sấu, vì vậy mỗi con cá sẽ có hình vân hoàn toàn khác nhau, không con nào giống con nào cả. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, kỳlanluxury.com. Và hôm nay Kỳ Lân sẽ đưa đến với tất cả quý khách một bất ngờ về dòng sản phẩm. Trước giờ quý khách đã coi sản phẩm về độ da của Kỳ Lân Luxury nhưng ít khi thấy những cái da hoàn thiện như vậy. Và Kỳ Lân sẽ đưa quý khách đến bộ sưu tập da độc bản đẹp tuyệt vời, da nhập từ các nước, từ các công ty thuộc da nổi tiếng trên thế giới, chuyên cung cấp da cho các hãng thời trang lớn trên thế giới này. Đây là những con cá sấu từ rừng Amazon được các công ty chuyên thuộc da nổi tiếng trên thế giới thuộc da, và sẽ có những màu sắc đẹp như vậy. Có những con độc bản, có những con mang một phong cách riêng, có những con đặt hàng riêng theo yêu cầu. Và Kỳ Lân sưu tầm đây là những con độc bản và những con đẹp. Để có được những sản phẩm hoàn thiện thì Kỳ Lân đã trải qua một cái công đoạn cực kỳ nghiêm ngặt về tuyển chọn da ban đầu. Đây là những con da cá sấu sau khi thuộc xong và hoàn thiện như vậy, chưa lên thành sản phẩm. Thì Kỳ Lân sẽ tốn một công đoạn rất là mất thời gian và rất là chỉnh chu cũng như rất là chuyên nghiệp để mà tuyển chọn được những cái da đẹp, da loại tốt nhất từ các công ty thuộc da, chuyên thuộc da cho các hãng thời trang lớn trên toàn cầu. Và sau khi qua công đoạn tuyển chọn những con da như thế này, thì Kỳ Lân sẽ lên ý tưởng design thiết kế những mẫu và Kỳ Lân sẽ hoàn thiện những mẫu theo yêu cầu của quý khách cũng như theo công năng cũng như theo hình dáng mà quý khách yêu cầu. Và tùy vào sở thích, màu sắc và cũng như là độ mềm mịn của mặt da khác nhau, và Kỳ Lân sẽ có sẵn bộ sưu tập da cho quý khách lựa chọn để tạo nên những sản phẩm khác biệt cho bản thân mình cũng như là những sản phẩm độc bản cho bản thân mình, những sản phẩm mang đậm phong cách thời trang của bản thân mình đó. Như đây là một con da rất mềm mịn, và đây là một con da nói chung là nó thể hiện sự coi bị cảm nhận Kỳ Lân nha, là nó không bóng nhưng mà nó lại có một cái nét riêng, là cái vân nó ánh lên màu xanh rất đẹp. Và da này thì hơi nhám nhám, còn này là bóng. Và có những loại da như bóng kính, hoặc là đây là một con da màu tím rất đẹp. Mỗi cái da, mỗi màu sắc, mỗi cái vân da nó cũng tạo ra những điểm khác biệt riêng, tức là tất cả da này là da cá sấu, vì vậy mỗi con cá sẽ có hình vân hoàn toàn khác nhau, không con nào giống con nào cả. Và màu sắc thì tùy nhà thuộc da chọn và tùy đơn vị sản xuất đồ hiệu yêu cầu. Và đi theo Kỳ Lân đến bộ sưu tập, Kỳ Lân đã hoàn thiện từ ví, bóp ví và ví cầm tay dài, hộp đựng xì gà, giày, dép, dây thắt lưng. Đặc biệt dây thắt lưng là cũng hai màu, có nghĩa là một màu bên mặt ngoài, một màu mặt trong. Nhưng mà dây thắt lưng Kỳ Lân làm thì hai mặt dây, có thể là hai mặt đều là da cá sấu, hoặc hai mặt đều là da cá mập, hoặc là hai mặt là da đà điểu, hoặc là một mặt cá sấu, một mặt là da cá mập như vậy. Một bộ túi và ví dài, một bộ túi và ví ngắn, ví bóp, một bộ túi màu cam rất đẹp và ví sọc kẽ, giữa vân là đường kẽ màu xanh rất đẹp. Những con cá sấu bạch tạng tạo nên những sản phẩm đặc biệt unisex cho cả nam và nữ,
những cái nón có phủ bột vàng. Những cái nón bên ngoài là da cá sấu đặc biệt và bên trong là da cá mập nhập khẩu. Da cá sấu đặc biệt nhập khẩu. Những màu da nhẹ nhàng nhưng rất bền và đẹp. Logo bằng vàng nguyên khối 18K đến 3 viên kim cương vuông rất dễ thương và giá trị. Logo vương miện biểu trưng cho sự cao quý, quyền lực và sang trọng. Những bộ túi clutch, những cái túi clutch từ da đà điểu, da cá sấu, da cá sấu, da cá sấu, da đà điểu, da cá sấu và da cá sấu. Logo bằng 18K, U750, 3 viên kim cương thiên nhiên. Logo bằng vàng nguyên khối, đính 3 viên kim cương thiên nhiên. Da cá sấu, đây là con cá sấu đặc biệt. Toàn bộ sản phẩm Kỳ Lân giao lưu với tất cả quý khách hàng. Bề mặt ngoài là da cá sấu hoặc là da đà điểu, vân vân. Nhưng bên trong thường là da cá mập chủ đạo, hoặc là da bò Nam Mỹ, hoặc là da Epsom, hoặc là da Togo. Tùy vào nhu cầu của quý khách, Kỳ Lân sẽ đáp ứng. Và tùy vào sản phẩm phù hợp với loại da nào, Kỳ Lân sẽ đáp ứng cho nó chuẩn. Ví dụ như đây là con cá sấu độc bản nè, đặc biệt nè, bên trong nè là da cá mập 7 màu. Một sản phẩm chất lượng bền từ da cá sấu và bên trong da cá mập, toàn là da nhập khẩu hết. Chất lượng như vậy rồi, với handmade bởi Kỳ Lân Luxury, bởi đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury nữa, thì độ bền đã trở nên gần như là tuyệt đối rồi. Cộng với phụ kiện nhập khẩu siêu xịn nữa thì sản phẩm trở nên đẳng cấp đỉnh cao. Tùy vào nhu cầu của khách thích những combo dày, thắt lưng, ví. Ví này logo là bằng vàng nguyên khối đính full kim cương chữ Kylan bằng kim cương thiên nhiên. Túi clutch, nón, ốp lưng điện thoại, túi xách, túi clutch, dép, mũ, áo khoác, vân vân. Quý khách thích combo gì, Kỳ Lân sẽ làm nguyên bộ theo ý muốn, theo yêu cầu của quý khách. Đây là những con da cá sấu Kỳ Lân giới thiệu qua clip này, và rất nhiều da độc bản khác, rất nhiều da đẹp khác, rất nhiều da đẳng cấp khác. Kỳ Lân sẽ update cập nhật thường xuyên lên trên website Kỳ Lân Luxury. Hoặc là quý khách có thể gọi cho Kỳ Lân số hotline 0901 247 247, hoặc là kết nối qua Zalo 0901 247 247. Kỳ Lân sẽ gửi mẫu cho quý khách xem chi tiết và cách chọn mẫu da, màu da, chất lượng da để Kỳ Lân thực hiện những mẫu sản phẩm theo yêu cầu của quý khách. Nếu khách chưa có yêu cầu gì, chưa có mẫu gì, Kỳ Lân sẽ tư vấn mẫu. Nếu quý khách có ý tưởng hoặc có xem những mẫu ở đâu, muốn làm những mẫu như thế nào, phối như thế nào, Kỳ Lân sẽ tư vấn và thực hiện sản phẩm hoàn thiện cho quý khách. Nói chung là tất cả các loại da của các công ty chuyên thuộc da lớn trên thế giới có thì Kỳ Lân đều có. Và thêm một loại da mà chắc chắn quý khách sẽ thấy lạ và thích, đây là da của rắn biển, được thục rất đẹp, nhiều màu. Đây, Kỳ Lân thấy một con Kỳ Lân rất thích. Màu này chắc chắn rất nhiều người sẽ thích. Chắc chắn trong clip này sẽ rất nhiều người thích và ai thấy cũng sẽ thích cái con da này. Một loài da rắn biển rất đẹp, màu thuộc cực kỳ đẹp, đẹp đỉnh cao luôn. Chiếu lấp lánh rất sang. Một sản phẩm này màu sắc vầy, giũ vầy lên được rất nhiều mẫu đẹp, từ bóp ví, ví cầm tay, hoặc là làm túi mini. Nói chung là những cái mẫu nào đủ da này, Kỳ Lân sẽ làm cho khách, bảo đảm sẽ đẹp tuyệt vời, đẹp tuyệt vời, tuyệt vời và tuyệt vời. Chiếu lấp lánh đẹp tuyệt vời luôn, đẹp quá, Kỳ Lân bất ngờ luôn á. So với các màu này thì đối với mỗi người sẽ có những cảm nhận khác nhau, nhưng riêng đối với Kỳ Lân rất thích con màu da này, rất đẹp. Màu này cũng đẹp nè, rất sang nè. Nhưng màu này Kỳ Lân thích quá, bởi vì cái độ chiếu nó đẹp tuyệt vời. Kỳ Lân sẽ thực hiện ngay, chắc là thực hiện ngay một cái ví cầm tay đối với sản phẩm này. Và rất nhiều loại da khác mà các công ty chuyên thuộc da lớn trên thế giới có thì Kỳ Lân có, và có nhiều loại da chắc chắn
Kỳ Lan nói ra thì sẽ có một số người chưa biết. Ví dụ như là, tức là ít hình dung ra chứ không phải là chưa biết. Như là da ếch, da hải ly và một số loại da đặc biệt nữa. Thì kỳ tới, sắp tới Kỳ Lan sẽ làm những video về những loại da đặc biệt trong clip sắp tới. Vâng, và clip này xin được phép kết thúc. Kỳ Lan cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm theo dõi đồng hành cùng Kỳ Lan Luxury. Kỳ Lan chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lan Luxury. Hãy đón xem những video hấp dẫn về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới bằng cách subscribe, đăng ký kênh YouTube này cũng như like theo dõi trang fanpage này để cập nhật nhiều video hấp dẫn đó nhé. Hoặc có thể truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com để xem những mẫu mới update hoặc là gọi trực tiếp cho Kỳ Lan số like 0901 247 247 hoặc kết nối qua Zalo 0901 247 247. Đội ngũ Kỳ Lan Luxury sẽ hỗ trợ tất cả quý khách những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.